tôi xin lỗi bạn vì những cái câu mà ngày xưa tôi không kiểm soát được. Bây giờ coi đã, coi cái môi không đó, nói chuyện với chị đừng để những cái tình cảm cá nhân vào chuyện này. Cái sự cá nhân này ở đây, suy nghĩ lại đi. Ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện, đừng làm Miss 10+1.